Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực man Mỹ, manh khú manh Mỹ nha các bạn, tay lớn nha. Đây, cặp này con đầu tiên nè, sải thích nghiêm chỉnh nè, hai cái tay chà bá luôn các bạn ha, đòn dài nè, chân móng hoạt hiện xương cối nè các bạn, đó manh khú nhưng mà xương cối nha, dòng này dòng manh Mỹ manh bơm các bạn, bật gu, sải thích nghiêm chỉnh, manh tay lớn. Đó, cái dòng manh Mỹ này to con dữ lắm các bạn ơi, chịu nhiệt tốt, to con, sải tích đầu nghiêm chỉnh hết đó, xương chà bá luôn các bạn không. Cặp đực manh Mỹ này thì chỗ báo giá là 32.500.000 các bạn, 32.500.000. Chút mình đo cận cảnh cho anh em thấy nha. Đó, chân móng đồ hoàn thiện nè, đòn dài, đó, manh khú nha các bạn, tay lớn, đòn dài tay lớn. Đó, chân móng nè hoàn thiện hết các bạn, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, yếm dậu nghiêm chỉnh các bạn. Đó, bật gu đòn dài đó, dàn yếm dậu là nghiêm chỉnh, bật gu đòn dài là tay chà bá luôn, tay lớn nè các bạn, chân móng đi hoàn thiện nè, sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết nha các bạn, sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết. Đó, cặp được manh Mỹ tay lớn này thì chủ báo giá là 32.500.000 các bạn, 32.500.000. Đó, xe mặt hai tay lớn nè, yếm dầu nghiêm chỉnh nè, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết. Đó, chân móng đi hoàn thiện nè, manh Mỹ này xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đó, cặp đực manh Mỹ này thì chủ báo giá là 32.500.000 các bạn, 32.500.000. Đo cận cảnh cho anh em thấy chiều cao nó bao nhiêu nha. Đó, bật gu, yếm dậu nghiêm chỉnh, tay lớn. Đây, đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. Đây, cao 1m1 bò nè anh em, 1m1 bò, cao 1m1 bò nè. Đó, đo chính xác cho anh em thấy luôn, 1m1 đít nè, đít cao 1m17, đít cao 1m17, dĩ lưng cao 1m1, đít cao 1m17, bật gu tay lớn, yếm dậu nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện, cao 1m1 bò, đít cao 1m17 bò. Giá là 32.500.000 các bạn, 32.500.000 cặp được manh Mỹ này các bạn. Đó, cặp được manh Mỹ tay lớn này giá 32.500.000. Chân móng đi hoàn thiện hết nè, xương chà bá luôn, xương cối luôn các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đây, con này con tiếp theo, con tiếp theo nè anh em, cũng manh Mỹ tay lớn luôn, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối, sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh. Cặp này cũng ngang ngang nhau các bạn, giá 32.500.000 cặp được manh Mỹ nè các bạn, 32.500.000. Sải tích đi nghiêm chỉnh nha, sải tích đồ nghiêm chỉnh nha các bạn, con này sẽ mặt sẽ lưng đồ là nghiêm chỉnh nè. Đó, con này sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh nha, chân móng nè, chân móng đi hoàn thiện nè các bạn, đó dàn chân móng hoàn thiện nè, đó chân móng đi hoàn thiện nè, yếm dậu thì nghiêm chỉnh, chân móng đi hoàn thiện, tay lớn, đòn thì dài, manh Mỹ manh khú nha các bạn, dòng mà dòng manh Mỹ manh bơm nha, tay lớn nè, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Giá là 32.500.000 các bạn, 32.500.000. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn, trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình nha. Đó, xương cối, đòn dài, sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh, tay lớn, hai cái tay như hai cái quạt các bạn thấy không, đo cận cảnh cho anh em thấy luôn, cao 1m1 bò luôn anh em, đích nè, đích cao 1m17 nè. Vậy là cặp đực manh Mỹ này, manh khú này là đồng khích nha luôn nha các bạn, đều cao 1m1 bò, đích đều cao 1m17,
giá là 32.500.000 các bạn, 32.500.000. Đó. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, đòn dài chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Đây dàn chân móng nè, hoàn thiện nè. Đó, cao 1m1 bò, đít cao 1m17 bò các bạn. Đó, cặp được ma này đồng khít nha luôn nha các bạn. Đó, dàn chân móng cận cảnh anh em thấy luôn. Đó, xé lưng nè, xé mặt nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Xé lưng, xé mặt đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, giá là 32.500.000 cặp được manh Mỹ này các bạn. 32.500.000 cặp được manh Mỹ tay lớn này các bạn. Chân móng, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Điều cao 1m1 bò, đít điều cao 1m17 bò. Giá 32.500.000. Giá 32.500.000. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.